Công viên Hồ Điều Hòa Nhân Chính chính thức đi vào hoạt động để phục vụ người dân. Đến với khuôn viên, người dân thích thú bởi chính quyền và thành phố đã tạo ra một khuôn viên rộng lớn, tạo không gian vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy còn nhiều hạng mục cần được bổ sung, cũng như cần xử lý rác tại hồ. Trong cái khuôn viên này là nên làm một chỗ, một số các cái vui chơi giải trí cho các cháu. Ví dụ như ngày Chủ nhật, thứ bảy là bố mẹ các cháu đi được nghỉ, thì cho các cháu vào đây cho các cháu vui chơi giải trí. Khuôn viên là rất đẹp, rộng rãi. Theo tôi là nên làm thêm một số. Cái thứ hai nữa là hiện nay hồ mới làm mà đã bẩn thế này rồi, thì nên là phải có người đi mà vệ sinh ở dưới lòng hồ này. Đây này. Đến thì thấy có mấy cái nhược điểm như thế này. Cái nhược điểm thứ nhất là tôi đi muốn mỏi muốn nghỉ không biết ngồi ở đâu. Đấy là cái đáng lẽ phải dọc cái này phải có nhiều ghế ngồi, và nhất những chỗ nào mà mát thì phải kê ghế cho dân ngồi nghỉ. Trước những phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho biết công tác xử lý nước rác tại hồ đang được xử lý để đảm bảo mỹ quan công viên. Rác thải là mất mỹ quan ấy, thì chủ yếu là cái rong rêu tảo nổi trong cái quá trình mà khi mà mình xây dựng hồ thì nó phát sinh cây, bây giờ khi có nước vào thì nó bị chết, thì nó nổi lên trên mặt nước làm ảnh hưởng đến cái việc mà thẩm mỹ mỹ quan. Thì hiện nay cũng đã giao cho đơn vị sinh nghiệp thoát nước số 6 của công ty thoát nước là có nhân công đi vớt rác và đang cái sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để duy trì vệ sinh. Đấy, ví dụ ở đây là về chẳng hạn như bè mảng, hoặc là sẽ phải kiểm tra như thế nào mẫu thí nghiệm để sử dụng một cái gì đấy hóa chất nếu như có thể để cho phù hợp, để làm cho cảnh quan và mỹ quan của hồ được trong sạch. Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Đại, việc công viên Hồ Điều Hòa Nhân Chính không có khu vực dành cho trẻ em và hạng mục ghế ngồi bởi vì đơn vị đã tuân theo đúng thiết kế. Theo thiết kế thì cái công viên xây dựng các cụm tiêu cảnh này, chòi nghỉ này, đấy, tường bao bồn cây được xây và bề mặt của cái bồn thì là ốp đá granite để kết hợp làm ghế ngồi cho người dân. Đấy, cũng để do đó trong công viên không bố trí thêm ghế, bởi vì thật ra đây là công viên với mục đích chính là công viên điều hòa mực nước. Đấy, về còn cái việc vị trí ngồi thì mình tận dụng luôn cái việc các cái cụm tiểu cảnh trò nghỉ, thì có các cái bệ ghế đá và các bồn cây đều bệ ghế đá để làm cái việc mà để cho người dân nghỉ ngơi khi mỏi. Cái công viên Nhân Chính có tiếp giáp với cả trung tâm văn hóa thể dục thể thao quận, mà trung tâm văn hóa thể dục thể thao quận đã có khu vui chơi, luyện tập thể thao và tổ chức các sự kiện văn hóa. Nằm trên địa bàn hai quận Thanh Xuân và Cầu Giấy với diện tích khoảng 13,2 ha, dự án công viên Hồ Điều Hòa Nhân Chính được khởi công vào tháng 5 năm 2016 với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Việc hoàn thành xử lý rác tại hồ cũng như có thêm nhiều hạng mục thiết thực sẽ giúp cho công viên xanh, sạch đẹp, đúng nghĩa.